Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường vừa ký ban hành quyết định duyệt kết quả tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc cầu đi bộ qua sông Sài Gòn của liên danh Chodai Takashiniwa Architect và Chodai Kisochiban Việt Nam để triển khai đầu tư xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Phương án được chọn là hình tượng lá dừa nước, tối ưu hệ thống cột dưới lòng sông và đưa hệ cột về gần bờ, tạo tĩnh không dưới nước lớn, tránh va đập tốt. Đồng thời giải quyết các hệ cột trên mặt cầu do có khoảng vượt lớn, nên tầm nhìn người đi bộ trên cầu rất thông thoáng. Thác nước tuần hoàn rất phù hợp với thiết kế quảng trường trung tâm Thủ Thiêm về hình thức kiến trúc là phương án độc đáo ấn tượng chưa trùng lắp, giản dị, có sức hút cho người dân và khách du lịch khi đến Thành phố Hồ Chí Minh. Phương án được chọn là tối ưu nhất trong 12 phương án thiết kế kiến trúc cầu đi bộ qua sông Sài Gòn của 54 đơn vị tư vấn tham gia dự tuyển cuộc tuyển chọn. Đơn vị đạt giải cam kết phương án thiết kế tham gia tuyển chọn không vi phạm bản quyền, ý tưởng sáng tác hoặc phương án trong các đồ án khác. Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, trong quá trình vận hành cầu đi bộ chỉ sử dụng cho người đi bộ và phương tiện đi lại của người khuyết tật, cấm các phương tiện giao thông khác, cấm các hình thức buôn bán kinh doanh trên cầu. Kiến trúc cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn nối quận 1 với quận 2 có cấu trúc hình lá dừa nước. Đây được coi là biểu tượng của miền Nam. Vị trí địa điểm xây dựng cầu đi bộ được xác định tại vị trí giữa cầu Ba Son và hầm vượt sông Sài Gòn. Về các hoạt động ở trên và dưới cầu đi bộ, các hoạt động vào ban ngày như các sự kiện đặc biệt, lễ hội âm nhạc, nghệ thuật công cộng, yoga và các hoạt động ban đêm như rạp chiếu bóng ngoài trời, màn hình chiếu sáng vào ban đêm, trình chiếu nhạc nước và chiếu sáng 3D.